top 5 phụ nữ vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam. Từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam luôn nổi tiếng trong phong trào đánh giặc giữ nước. Cho đến hiện tại ngày nay, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn là tấm gương sáng về giỏi việc nước đảm việc nhà. Trong sử sách Việt không hiếm để chúng ta bắt gặp những người phụ nữ như thế. Và sau đây chúng ta sẽ liệt kê top 5 người phụ nữ vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam. 1. Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng sinh ngày 13 tháng 9 năm 14, mất ngày 5 tháng 3 năm 43, là tên chỉ chung hai chị em Trưng Chắc và Trưng Nhị. Hai bà là tấm gương điển hình nhất về hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Ngay từ thuở đầu của lịch sử, Hai Bà Trưng đã vượt qua mọi định kiến hà khắc về phụ nữ của lễ giáo phong kiến để đứng lên cầm vũ khí kéo quân ra trận, đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập. Ngay sau khi phất cờ khởi nghĩa, hai bà đánh vào Luy Lâu, khiến viên thái thú Tô Định phải cắt tóc cạo râu, vứt bỏ ấn tín, trà trộn vào đám loạn quân tháo chạy về nước. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư coi Trưng Chắc là một vị vua trong lịch sử, với tên gọi Trưng Nữ Vương. Sau khi cuộc khởi nghĩa này bị quân Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện đánh bại, tục truyền rằng vì không muốn chịu khuất phục, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang tuẫn tiết. Địa danh Hát Môn Hát Giang là nơi thánh tích hai bà dựng cờ khởi nghĩa chống quân Đông Hán xâm lược và cũng là nơi hai bà hóa thân vào cõi bất diệt. Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đây là ngôi đền Hát Môn cổ kính với nhiều hàng cây cổ thụ, khung cảnh trang nghiêm yên tĩnh quanh năm. 2. Bà Triệu. Bà Triệu còn được gọi là Triệu Ẩu, Triệu Trinh Nương, Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh, sinh ngày 8 tháng 11 năm 226, mất ngày 4 tháng 4 năm 248, tại miền núi Quan Yên, hay Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc làng Quan Yên, hay còn gọi là Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình hào trưởng. Bà là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Từ nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn người. Nhân dân còn truyền tụng các câu nói đầy khí phách của bà: tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người. Năm 248, bà Triệu phất cờ khởi nghĩa ở vùng núi Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đông đảo nhân dân khắp hai quận Cửu Chân, Giao Chỉ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nổi dậy hưởng ứng. Bà Triệu đã chỉ huy nghĩa quân đánh thắng nhiều trận, quân Ngô tan rã. Bọn quan lại thống trị từ Thứ Sử Giao Châu trở xuống đến các huyện lệnh đều bị giết hoặc chạy trốn. Cả Giao Châu chấn động. Nhà Ngô phải cử danh tướng Lục Dận đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng, kiên cường nhưng vì lực lượng quân sự còn yếu nên đã thất bại. Bà Triệu Thị Trinh hy sinh trên núi Tùng, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Trên núi Tùng hiện có mộ bà Triệu và dưới chân núi Tùng là đền thờ chính của bà Triệu, cạnh quốc lộ số 1 thuộc Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hội đền hàng năm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch. Cuộc khởi nghĩa bà Triệu là một cuộc khởi nghĩa lớn, có thanh thế vang dội, là đỉnh cao của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thế kỷ thứ 2, 3. Cho đến nay, nhân dân cả nước còn lưu truyền hình ảnh bà Triệu và hoạt động của quân khởi nghĩa. Khởi nghĩa bà Triệu thất bại, nhưng hình ảnh người con gái kiên trinh bất khuất, người nữ anh hùng dân tộc siêu Việt quyết nối chí bà Trưng, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, muôn thuở không mờ trong tâm trí phụ nữ và dân tộc Việt Nam. 3. Ỷ Lan. Ỷ Lan sinh ngày 7 tháng 4 năm 1044, mất ngày 24 tháng 8 năm 1117, là phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông. Mẹ ruột của Hoàng đế Lý Nhân Tông, thụy hiệu là Linh Nhân Phù Thánh Hoàng Hậu. Thân phụ của bà là Lê Công Thiết, thân mẫu là Vũ Thị Tình. Bà hạ sinh được Hoàng Thái Tử Lý Càn Đức và Minh Nhân Vương. Bà đã hai lần đăng đàn nhiếp chính, đưa đất nước dưới triều Lý phát triển hưng thịnh. Những đóng góp cho triều Lý nhất là về Phật giáo và tài năng trị nước của bà đều được sử gia khen ngợi và tán dương. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Giáp Thìn 1064, vua Lý Thánh Tông đến chùa Thổ Lỗi cầu tự và mở hội tuyển cung nữ.
song có nguồn lại cho rằng mùa xuân năm 1063, vua Lý Thánh Tông cầu tự ở chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Qua hương thổ lỗi nhìn thấy người con gái tựa vào cây lan và cất tiếng hát trong trèo nên đưa người con gái đó vào cung. Khi vào cung, bà được phong làm ỷ lan phu nhân, nơi ở là Du Thiền Các. Tháng 2 năm Kỷ Dậu 1069, Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, Nguyên Phi được vua trao quyền điều khiển chính sự với sự giúp sức của Lý Đạo Thành Thái Sư đầu triều đương thời. Ở lần thứ nhất đăng đàn nhiếp chính, Nguyên Phi giúp sức nội trị, cảm hóa được lòng dân, trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi bà là Quan Âm. Tuy vậy, để có thể có quyền hành nhiếp chính đất nước lần thứ hai, bà đã mưu kế dựa vào Lý Thường Kiệt, phế truất và sát hại Thái hậu nhiếp chính tiền nhiệm là Thượng Dương Hoàng Thái hậu. Lúc này, bà được tôn làm Hoàng Thái hậu nhiếp chính. Việc làm này đã gây nên nhiều tranh cãi xung quanh bà. 4. Nhữ Thị Thục. Nhữ Thị Thục còn gọi là Từ Thục Thái Phu Nhân. Hoặc Trình Mẫu sinh năm 1464 mất năm 1549 là một nữ lưu nổi tiếng trong nhiều câu chuyện về Nguyễn Bỉnh Khiêm thời Lê Sơ. Bà nổi tiếng với vai trò không chỉ là mẹ của Trạng Trình, mà còn là người có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục, hình thành nhân cách của Trạng Trình từ lúc thơ ấu. Người làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, xứ Hải Dương, nay thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Bà sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng danh giá, con gái của quan thượng thư bộ hộ, tiến sĩ Nhữ Văn Lan dưới thời vua Lê Thánh Tông. Mặc dù xuất thân quý tộc nhưng ngoài 20 tuổi bà mới kết duyên cùng ông Nguyễn Văn Định, một thầy đồ ít tiếng tăm, vốn không phải dòng dõi danh giá, sinh trưởng tại huyện Vĩnh Lại, nay là Vĩnh Bảo, nằm cách huyện Tiên Minh một khúc sông nhỏ. Tương truyền, bà đã tính toán cẩn thận ngay giờ hợp cẩn để sinh ra Nguyễn Văn Đạt, tên khai sinh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, và bà cũng chính là người có sức ảnh hưởng lớn trong giáo dục cũng như hình thành nhân cách của con mình. Bà là hình mẫu người phụ nữ rất hiếm gặp trong lịch sử Việt Nam, thông minh, quyết đoán, học rộng, giỏi văn chương, kinh sử, lại tinh thông cả dịch lý, tướng số, mang chí lớn của bậc trượng phu. Bà tâm niệm rằng, nếu không lấy được chồng làm vua thì con bà sinh ra sau này cũng phải làm vua một nước. Sau này, bà được vua Mạc Phong tặng cho tước hiệu Từ Thục Phu Nhân. Nam, Từ Dụ Hoàng Thái Hậu. Nghi Thiên Trương Hoàng Hậu hay Từ Dụ Hoàng Thái Hậu tên thật là Phạm Thị Hằng, bà sinh ngày 20 tháng 6 năm 1810 mất ngày 12 tháng 5 năm 1901, bà xuất thân từ dòng họ Phạm Đăng Thị, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, nay là thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Phụ thân bà là Phạm Đăng Hưng, danh thần của nhà Nguyễn, mẫu thân bà là Phạm Phu Nhân. Bà là chính thất quý phi của Thiệu Trị Hoàng đế, mẹ ruột của vua Tự Đức. Từ Dụ Hoàng Thái Hậu nổi tiếng là một người đức hạnh, xuất thân cao quý, thông kinh sử, có đức hiền, biết yêu dân thương con. Bà hạ sinh được hai công chúa, một hoàng tử, và tại vị ở triều đình Huế trong vòng 55 năm, từ lúc bà trở thành Hoàng Thái Hậu dưới thời Tự Đức năm 1847 cho đến khi qua đời vào năm 1902 dưới thời Thành Thái. Danh hiệu của bà được đặt cho bệnh viện phụ sản lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ.